Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Phi Điểm Wedding, kênh chuyên về các vấn đề liên quan đến chuẩn bị cho đám cưới. Hôm nay cái chủ đề của mình muốn chia sẻ với mọi người là cái chủ đề rất là nhạy cảm nhưng mà cũng là cái vấn đề mà vô cùng quan trọng mà mình nghĩ là ai cũng quan tâm khi có nhu cầu chuẩn bị cho đám cưới, thì chính là các cái chi phí cần thiết và các cái hạng mục công việc cần phải làm khi có nhu cầu chuẩn bị đám cưới. Đầu tiên là một cái chi phí mà với nhà trai, sau khi mà đã có xem được ngày lành tháng tốt và đã chuẩn bị cái ngày ấn định ngày cưới, thì cái đầu tiên quan trọng nhất với nhà trai và với chú rể là sẽ phải chuẩn bị sửa chữa nhà cửa và trang hoàng cho cái căn phòng tân hôn. Thì cái hạng mục đấy thì nó sẽ bao gồm cái chi phí là chi phí sửa sang nhà cửa này, chi phí trang trí và mua đồ nội thất mới này, chi phí mua chăn ga gối đệm mới. Mình sẽ không bàn đến nhé, tại vì cái này là nó liên quan đến khả năng tài chính và khả năng của mỗi gia đình. Mình chỉ bàn đến cái phần chi phí liên quan đến trực tiếp đến cái chi phí trang trí tổ chức đám cưới thôi. Thật ra ấy, mình đưa ra cái tư vấn về chi phí này thì mình đưa ra cái mức theo mình nghĩ là cơ bản nhất nhé. Cơ bản nhất ở đây có nghĩa là dành cho những cái cặp đôi mà cả hai vẫn đang đi làm công ăn lương này, với một mức thu nhập gọi là trung bình trong xã hội này, không phải là quá cao này. Thứ hai là cái chi phí gần như là hai bạn tự bỏ ra, tự trang trải, tất nhiên là cũng sẽ có hỗ trợ của một phần của gia đình đấy. Thì mình đưa ra cái tiêu chuẩn là như thế. Còn nếu mà bản thân các bạn gia đình có điều kiện và đã được sự hỗ trợ rất là lớn từ gia đình và không phải lo quá nhiều về cái chi phí tận tổ chức đám cưới, thì mình nghĩ là cũng không cần phải quá quan tâm đến cái mức chi phí, mà mình sẽ tính ở cái mức gọi là trung bình và ở cận dưới để cho mọi người dễ hình dung. Thì thứ nhất là cái phần chụp ảnh pre-wedding nhá. Chụp ảnh pre-wedding thì là nó sẽ rơi vào khoảng, nếu mà như hiện tại thì mình nghĩ là cái gói ở mức trung bình thì nó sẽ rơi vào khoảng trên dưới 10 triệu. Và cái chi phí này thì thường là đã bao gồm toàn bộ cái chi phí, trong đấy là có cả cho thuê váy này, có cả thuê váy cô dâu này, chi phí chụp ảnh này, chi phí make up này, chi phí đi lại trong ngày chụp. Đấy. Còn thường là có thể là như mình sẽ mất thêm, có thể phải chi phí thêm mua vest cho chú rể. Thì đồng thời mình mua vest cho chú rể để chụp pre-wedding thì mình có thể là để sử dụng luôn trong ngày cưới. Đấy là nếu muốn tiết kiệm chi phí. Thứ hai là chi phí thiệp cưới. Chi phí thiệp cưới thì thật ra theo mình thấy là một cái chi phí mà cũng không cần thiết phải chi quá nhiều. Trung bình thì nó rơi vào khoảng 5 đến 7 nghìn cho một cái thiệp. Khoảng từ 2-3 nghìn cho đến 5 nghìn một cái thiệp là mình nghĩ là cũng ok rồi, cũng không thành vấn đề đâu. Tại vì cái phần thiệp cưới là xong rồi khách thường cũng không giữ lại mà cũng bỏ đi, thì mình cũng không cần thiết phải mất nhiều chi phí với cái đấy. Và một cái phần chi phí mà tương đối lớn và cũng tương đối quan trọng là cái phần trang trí tư gia ngày ăn hỏi của ngày cưới. Trong cái video mình đã nói là phải lựa chọn giữa trong cái ngày ăn hỏi này, ngày đón dâu của bên nhà gái này, và ngày đón dâu của nhà gái, và đồng thời thì là sang nhà trai. Nhà gái có 2 ngày thì mình có thể tập trung và quan trọng hơn vào cái ngày ăn hỏi, còn ngày đón dâu thì có thể làm đơn giản hơn. Còn nhà trai thì vì ngày ăn hỏi cũng không cần cầu kỳ và làm gì cả, chủ yếu làm bụng chát, thì ngày cưới thì có thể làm cầu kỳ hơn một chút. Thì bây giờ theo mình nghĩ là cái chi phí trung bình ấy, ở mức trung bình thì cho mỗi cái ngày đấy thì nó sẽ rơi vào khoảng, nếu mà không phải làm hoa tươi hoặc là làm hoa tươi nhưng cũng đơn giản thôi ấy, thì chi phí cho mỗi ngày đấy thì nó sẽ rơi vào trung bình là khoảng ở mức là 10 đến 20 triệu. Đấy, du di cho một ngày. Trong ngày ăn hỏi ấy, thì có phần chi phí nhà trai phải chuẩn bị là cái phần tráp lễ ăn hỏi. Mà ở mức trung bình thì nó chỉ rơi vào khoảng từ 7 triệu đến hơn chục triệu. Đấy là với các cái cơ sở mà làm tráp ăn hỏi bình dân hoặc là các cái mẫu mà nó không quá phức tạp và không nhiều tráp. Còn đối với Phi Điểm Wedding ấy, thì là cái bộ tráp ăn hỏi thì chi phí nó rơi vào trung bình là khoảng 20 triệu cho đến hơn 20 triệu. Là với những bộ tráp đẹp hay là cầu kỳ hoa ngoại cao cấp. Thứ hai là với nhà trai ấy, trong cái ngày ăn hỏi thì có một cái chi phí nữa cũng quan trọng là cái chi phí gọi là chi phí lễ đen. Đối với miền Bắc là sẽ, cái tiền nó sẽ đưa vào 3 cái phong bì để cho vào cùng cái tráp rượu thuốc để đưa sang bên nhà gái. Cái đấy thì theo truyền thống thì nó gọi là một cái phong bì cho bên ngoại nhà gái, một phong bì cho bên nội nhà gái, và một cái phong bì đưa lên để thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.
thì tại sao lại có ba phong bì gọi là phong bì lá đen như thế. Đấy là với miền Bắc nhé. Thật ra miền Bắc thì mình phải nói ngay như thế là rất là nhẹ nhàng. Thế còn mình là người miền Bắc, mình vào Nam mình làm trang trí đám cưới ấy, thì mình đối với văn hóa miền Nam ấy thì mình thấy rất bất ngờ luôn, thì nó khác hẳn miền Bắc. Thì cái chi phí mà nhà trai phải đưa sang nhà gái thì nó gọi là chi phí nạp tài, tiền nạp tài. Thì cái tiền nạp tài mình thấy rất là nhiều luôn. Với các cái gia đình mà có điều kiện thì số tiền nó phải nói là khủng khiếp. Và cái tiền nạp tài này là ngày ăn hỏi cũng mang sang và ngày cưới cũng mang sang. Hai lần chi phí như thế. Và ngoài cái tiền nạp tài thì lại còn có cái bộ trang sức cho tặng cho cô dâu nữa. Đấy. Một bộ trang sức rất là cầu kỳ luôn và cũng rất là nhiều tiền. Đấy, thì phải nói là mình làm đám cưới cho cả miền Nam, miền Bắc và mình thấy là có vẻ như các cô dâu trong miền Nam là có giá hơn các cô dâu miền Bắc tương đối nhiều đấy. Cho nên là các anh con trai chú rể miền Bắc là phải thấy rất là may mắn nhé. Lấy được vợ mà không phải tốn kém quá. Đúng không? Chứ anh em miền Nam là mình thấy là cũng căng đấy. Nói chung để lấy vợ ở miền Nam anh em mà không kiếm được nhiều tiền thì là khoan lấy vợ vội nhá. Chứ tiền nạp tài là mệt đấy, rất mệt đấy. Tiếp tục trong cái chi phí cho chuẩn bị lễ cưới ấy, thì là để cho chuẩn bị cho cái ngày lễ ăn hỏi và ngày cưới ấy, thì còn cái chi phí nữa là cái chi phí mà áo vest cũng như là giày tây các thứ cho bố cô dâu chú rể. Và là áo dài cũng như là trang điểm cho mẹ vợ mẹ chồng đấy, thì đấy là các cái chi phí mình cũng phải tính đến đấy. Cái đấy thì cũng tùy vào cái yêu cầu và khả năng của mỗi gia đình thôi. Thứ hai nữa là trong cái ngày ăn hỏi ấy, thì liên quan đến cái ngày ăn hỏi thì còn cái chi phí nữa mà nhà trai phải tính và phải thuê nữa là cái chi phí cho đội bê đỡ cháp này, chi phí thuê xe ô tô này cho gia đình hoặc là trên thuê xích lô để sang nhà gái này. Đối với nhà trai ấy, thì ngoài cái chi phí mà liên quan đến cháp và bê đỡ cháp này thì còn một chi phí nữa mà nhà trai phải chi nữa là cái chi phí quay phim chụp ảnh cho ngày cưới, thì là hay là cái chi phí gọi là quay chụp phóng sự ngày cưới đấy. Trung bình cái chi phí cho quay chụp phóng sự cưới ấy, khoảng trên dưới 20 triệu, đấy là mức trung bình. Đấy, còn tất nhiên là với các cái studio hoặc cái thương hiệu cao cấp thì nó sẽ cao hơn nhiều. Có thể lên đến vài chục cho đến cả trăm triệu cho một cái bộ ảnh hoặc là bộ phim phóng sự cưới. Còn nếu mà chi phí quay chụp phóng sự cưới mà đối với các cô dâu chú rể mà cảm thấy là vấn đề lớn và mình cảm thấy là mình không đủ khả năng để chi trả ấy, thì mình có thể là chỉ là cần thuê gọi là quay chụp truyền thống thôi. Thì cái mức chi phí để mà thuê quay chụp truyền thống thì nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Số lượng người, số lượng máy móc các thứ cũng yêu cầu cũng thấp hơn và cái chất lượng phim ảnh thì nó cũng thấp hơn. Nhưng mà thật ra mình thấy là cái phim ảnh cho cái ngày ăn hỏi cưới là nó rất là quan trọng để nó lưu lại tất cả cái khoảnh khắc của mình trong cái ngày trọng đại đấy. Thành ra là nếu mà mình có chi phí gì thì mình vẫn nên cố gắng để mà mình thuê cái phóng sự ăn hỏi và cưới. Sau khi mà mình đã chi trả và mình đã chuẩn bị hết tất cả các cái khoản kia thì đây bây giờ là một cái khoản mà thật ra là nếu mà mình có tiền ấy và mình phải làm, tại với những gia đình mà có điều kiện thì đây sẽ là một khoản rất là lớn, thậm chí là lớn nhất đấy. Nhưng mà với các cái gia đình mà không có điều kiện hoặc là như ví dụ như bản thân mình ngày xưa cưới luôn thì cái phần này là phần mình không mất luôn, thì đấy là chi phí gọi là trang trí nhà hàng khách sạn đấy. Thì một cái gói mà trang trí ở nhà hàng khách sạn đấy thì nó sẽ nếu mà không có nhiều chi phí thì ở mức trung bình thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 50 đến 70 triệu thôi, thì cũng đạt yêu cầu rồi và cũng là hoa tươi luôn đấy. Còn nếu mà hoa lụa thì nghĩ nó chỉ rơi vào khoảng 30 đến 50 triệu thôi là cũng làm được rồi. Có một cái đặc điểm là thường các khách sạn 5 sao ấy thì thường lại không có cái trang trí sẵn đấy, mà thường cái mặc định hoặc cái sẵn của họ thì rất là đơn sơ và cơ bản thôi đấy. Thì thật ra là nếu mà đã vào khách sạn thì thường là các cô dâu chú rể có tiền, có điều kiện thì là hầu như đều là phải mất cái chi phí này. Với các trung tâm tiệc cưới hoặc là hệ thống nhà hàng tiệc cưới ấy, thì thường là họ đã có sự chuẩn bị và họ đã có đề co trang trí sẵn cho các cái không gian tiệc cưới sẵn của họ rồi. Thật ra thường mình sẽ không cần mất cái chi phí để mà làm cái việc thuê các cái gói trang trí đấy.
trừ khi là bạn muốn có một cái gì đặc biệt hơn hoặc là bạn muốn làm hoa tươi. Đấy, thường các nhà hàng mà khi mà cái bộ trang trí sẵn của họ ấy, thì thường chỉ là hoa lụa thôi, hoa giản thôi. Đấy, thì nếu mà cầu kỳ thì mình có thể làm hoa tươi hoặc là làm một số hạng mục chứ không cần phải làm hết. Ví dụ như hạng mục trang trí cho cái backdrop chụp hình hoặc là gọi là cái photo booth. Đấy. Hoặc là có thể làm sân khấu. Đấy là những cái mà mình có thể suy nghĩ đến. Cuối cùng là một cái chưa phải cuối cùng, gọi là áp chót, thì là một cái chi phí cũng khá quan trọng với cô dâu chú rể, thì là cái chi phí gọi là chi phí du lịch trang mặt. Đấy, cái này mình nghĩ là một cái mà cũng rất là nên cố gắng, dù nhiều hay là ít thì mình cũng nên có một cái chuyến du lịch trang mặt sau đám cưới để gắn kết tình cảm đôi trẻ, cho mọi thứ nó thăng hoa, mình nghĩ là như thế. Cuối cùng mới là một cái phần mà thật ra là tại sao mình lại đưa nó xuống cuối cùng, mặc dù nó rất là quan trọng, là cái phần gọi là chi phí cỗ cưới. Tại sao mình lại đưa xuống cuối cùng là tại vì là cỗ cưới ấy, thì là đã có một cái khoản để mà bù vào cái chi phí chuẩn bị cỗ cưới, chính là cái khoản tiền mừng của tất cả các khách mời mà mình mời đi ăn cỗ cưới. Thấy ra cái chi phí cỗ cưới là mình đã tính được vào phần đấy rồi, thấy ra là cái đấy, phần đấy là mình có thể không cần phải suy nghĩ đến. Mình chỉ cần phải chuẩn bị cái tiền đặt cọc để mà khi đi đặt cái cỗ ban đầu. Còn sau đấy thì là mình có tiền mừng thì mình thanh toán, mình không trừ vào đấy. Thì mình nghĩ là cái phần đấy là mình không cần phải đi sâu vào quá vào phần đấy. Nên chỉ có một cái lưu ý trong cái cỗ cưới ấy, mà khi lưu ý khi đặt cỗ cưới ấy, thì mình phải tính làm sao để tránh cái chuyện bị thừa cỗ ấy. Tại vì nếu mà thừa cỗ là mình sẽ mất tiền. Đấy. Và phải nói thật là khi tổ chức đám cưới mà nhìn mâm cỗ cưới mình thừa ấy, thì thật ra tâm lý là mọi người nhìn sẽ không thích. Đấy. Muốn là phải sạch sẽ, đấy, cỗ bàn là phải ăn uống là phải sạch sẽ, không còn cái gì, thì là như thế là đẹp nhất. Đấy. Thì cái lưu ý khi mà tính cỗ cưới, đặt cỗ cưới ấy, mà tránh bị thừa cỗ ấy, thì thật ra khi mà mình lên một cái danh sách khách mời đám cưới ấy, đầy đủ hết ấy, thì mình phân ra là khách quan trọng, khách thân quen, gia đình và những cái khách mà chưa chắc là người ta đã có thể đi được. Đấy, thì hầu như là nếu khách thân quen, gia đình và khách quan trọng hoặc là họ hàng thân thiết của gia đình thì hầu như là gần như là 100% là sẽ đi. Đấy, nhưng mà với bạn bè hoặc là những đối tượng quan hệ xã hội của mình ấy, thì sẽ có tỷ lệ là không đi. Thì tốt nhất là cái cách tính như mình nghĩ đơn giản nhất ấy, thì là cứ mình trừ bì khoảng 10% đi. Tức là trên cái danh sách khách mời đám cưới ấy, mà số mâm cỗ ấy, thì mình bớt đi khoảng 10% là coi như là có thể là người ta sẽ không đi, để mình trừ đi. Và khi mà đặt cỗ cưới thì nó sẽ có một cái đặc điểm là các nhà khách sạn thì thường người ta sẽ có một vài cái mâm cỗ gọi là dự trù. Đấy, vài mâm cỗ dự trù đấy là nếu mà mình gọi hoặc mình có nhu cầu cần thêm thì người ta mới chuẩn bị và mang ra cho mình, và lúc đấy mới tính chi phí. Thế ra có cái phần đấy để mình gọi là đệm, để mình gọi là để chiếu thì mình gọi thêm cái phần đấy, nên là mình có thể không lo lắm ở phần đấy nhá. Đấy, trên đây là toàn bộ cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mình chuẩn bị chi phí cho đám cưới. Thì là tùy theo mỗi người và tùy theo khả năng của mỗi gia đình thì mình nghĩ là đây mình nên cân đối thế nào đấy cho nó hợp lý. Đấy. Chứ nếu mà nhìn cái bảng chi phí đấy mà với các cô dâu chú rể, nhất là mới đi làm ra trường một vài năm, nếu mà muốn kết hôn sớm mà lại chưa có sự chuẩn bị kỹ về tài chính, mà không có sự giúp đỡ của gia đình, thì mình nghĩ là tương đối là khó khăn. Bản thân mình ngày xưa khi mà lập gia đình thì cũng thế, cũng phải vừa chuẩn bị vừa tiết kiệm, rồi là cứ có đến đâu sắm sửa đến đấy, có đến đâu chuẩn bị đến đấy, chứ không phải là có ngay một cục để mà sẵn sàng để mà tổ chức đám cưới, chứ nó cũng không đơn giản. Còn thứ nữa là thật ra mình đối với mình thấy ấy, thì cái chuyện chi phí nó không phải là một cái mà có thể đảm bảo cho hạnh phúc gia đình, không phải một cái mà khẳng định là ví dụ đôi nào nhiều tiền hơn chuẩn bị đám cưới hoành tráng hơn, làm đẹp hơn hay là cầu kỳ hơn thì cặp đôi đấy sẽ hạnh phúc hơn cả. Không có một cái định nghĩa nào hay một cái khẳng định nào hay là một cái bằng chứng nào trong cuộc sống mà khẳng định như thế cả. Cho nên mình nghĩ là tốt nhất vẫn là cái tình cảm và cái sự tức là hôn nhân sau này nó mới là cái quan trọng. Còn cái chuẩn bị đám cưới và đám cưới bắt đầu cho đám cưới đấy nó chỉ là cái tiền đề thôi. Chứ là hy vọng tất cả mọi người sẽ có một cái cho nên hy vọng tất cả các cặp đôi sẽ có một sự chuẩn bị tốt nhất cho đám cưới của mình,
và sẽ đều có một cái hạnh phúc viên mãn trong cái hành trình hôn nhân sắp tới. Xin cảm ơn và cảm ơn mọi người đã lắng nghe theo dõi và cùng subscribe cũng như like kênh của mình để theo dõi, để cùng cập nhật các cái thông tin cũng như là cái tip chia sẻ của mình để trong quá trình chuẩn bị cho tiệc cưới nhé. Chào mọi người.